Đánh ngươi? Không không không, ta cũng không phải loại kia bạo lực gia đình nam. Ta bất quá là cảnh cáo ngươi, chúng ta tốt xấu vợ chồng một trận, tương hỗ ở giữa, vẫn là cần một điểm tôn trọng. Ngươi cũng không cần quá mức sinh khí, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, từ đầu đến cuối đều không có người ra mặt ngăn lại hai ta sao? Một ngày vợ chồng bách nhật ân, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, giữa chúng ta và sách nhỏ, cũng không cần quấy rầy trong nhà trưởng bối. Ngươi nói đúng hay không? Trong nước thần sắc tùy tiện, khóe miệng lộ ra tà mị ý cười. Thế gian này, cuối cùng vẫn là lợi ích nói chuyện. Hắn có thể cho Trấn Bắc Vương phủ mang đến lợi ích, hắn chính là được người kính ngưỡng cô gia, nếu như không có, đó chính là một đống cướp chó. Hôm nay hắn bại lộ bộ phận thực lực, chính là không muốn lại ẩn giấu đi. Hắn tiến lên bộ pháp, hẳn là bước lại lớn một điểm. Dứt lời, cũng mặc kệ Chớ Thi Đình khó coi thần sắc, bước ra một bước, cường đại áp suất thấp, khiến cho mặt đất trận trận vỡ vụn, hiển lộ rõ ràng ra trong nước cường đại. Hiện tại, đem ta đồ vật giao ra, sau đó quỳ trên mặt đất, quỳ rời đi Trấn Thành Bắc, mặt đối mặt. Trong nước hai tay vẫn ôm trước ngực, bê nghẽ nhìn xem Dương Thiên Minh. Dương Thiên Minh sắc mặt không thay đổi, mà là nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói nhiều như vậy, bận rộn lâu như vậy. Bất quá, ngươi thật giống như quên một kiện tương đối quan trọng sự tình. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng chưa hề nói, ngươi đồ vật là cái gì? Ngươi một mực để cho ta giao đồ vật, ngươi ngược lại là nói cho ta là cái gì à? Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Có chút không biết chuyện người, cũng phản ứng lại, làm nửa ngày, chuyện mâu thuẫn căn nguyên, lại là có lẽ có. Trong nước đột nhiên nghẹn lời, nghĩ nghĩ, có vẻ như mình là thật chưa hề nói, đòi hỏi đồ vật là cái gì. Cái này lúng túng, Trương, hừ, làm gì ở chỗ này giả câm vờ điếc, ngươi cầm ta đồ vật, chẳng lẽ không biết ta nói chính là cái gì sao? Thôi, đã ngươi không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, trong nước vẫn là lựa chọn. Chứ đem Dương Thiên Minh bắt, trực tiếp nhốt lại, sau đó lại chậm rãi bào chế. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên truyền đến. Dừng tay, đạo thanh âm này bên trong, nâng theo lấy không có gì sánh kịp sát khí, liền như là đến từ địa ngục ác ma đồng dạng. Trong nước nhớ mày, tại sao lại là như vậy tình huống? Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, luôn có người xuất hiện đánh gãy. Loại cảm giác này, có vẻ như thuộc về phim truyền hình bên trong, nhưng cái này nhân vật phản diện đặc hữu tình huống á. Quay đầu nhìn lại, trong nước đồng tử đột nhiên co vào, trong lòng hiện lên lên lớn lao cảm giác nguy cơ. Đã thấy, Trấn Thành Bắc chân trời, chẳng biết lúc nào bị huyết sắc choáng nhiễm, phô thiên cái địa huyết vân, phảng phất muốn đem toàn bộ thành trì người, đồ sát hầu như không còn. Huyết vân bên trong, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, sừng sững tại sát khí của lên vòng xoáy bên trong. Thân bì khó lường màu đen băng vải, quấn quanh ở trên người hắn, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu cái kia trực kích linh hồn huyết hồng sát khí. Sau lưng hắn, lên nhà lên nhít huyết sắc binh sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đình một kích, dòng sát tiểu hữu còn xin dừng bước, nơi này là Trấn Thành Bắc, còn xin tiểu hữu có thể cho bản vương một cái chút tình mọn. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, chưa có nhiễu dân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này một nhiệm kỳ Trấn Bắc Vương, lặng yên xuất hiện ở trên không bên trong, ngăn cản huyết vân xâm lần tiến trình. Nhưng là, Trấn Bắc Vương xuất hiện, cũng không ngăn cản đối phương tiến lên bộ pháp, chỉ bất quá, kia vĩ ngạn tồn tại, chậm rãi hạ xuống, rơi vào đường đi bên trong, hướng phía đường đi trung tâm đi đến. Trước kia người xem náo nhiệt, phát giác tình huống không đúng, sớm đã là bỏ trốn mất dạng. Hiện tại cả con đường, trống rỗng, chỉ có đường đi trung tâm Dương Thiên Minh cùng trong nước, lộ ra cực kỳ đột ngột. Hai người thần sắc, tương phản cực lớn. Trong nước là như lâm đại địch, trên thân mỗi một cái tế bào đều ở trạng thái căng thẳng. Hắn có thể cảm giác được, chí mạng sát khí, một mực đem hắn khóa chặt. Chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ phát động công kích. Dương Thiên Minh thì là mặt ngậm mỉm cười, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Cùng lúc đó, Trấn Bắc Vương cũng nhìn ra tình huống không thích hợp. Đối với nơi này phát sinh nháo kịch, từ đầu đến cuối hắn đều đang quan sát. Bất quá cho dù là nữ nhi của hắn bị đánh, hắn cũng không có xuất thủ. Một phương diện là bởi vì Chớ Thi Đình trên cơ bản không bị tổn thương, một phương diện khác hay là bởi vì trong nước giá trị muốn so hắn nữ nhi này phải lớn. Về phần cái gọi là huyết mạch chi tình, ha ha, hắn cũng không phải chỉ có một đứa con gái như vậy. Chỉ bất quá, tình huống có thể có chút không quá lạc quan. Hắn cái này cô ra, chỉ sợ là chọc phải người không nên chọc. Liền trong nước phẩm tính, hắn biết đối phương sớm muộn sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Nguyên bản chuẩn bị, ở trên sông không có giá trị lợi dụng thời điểm, lại đem vứt bỏ. Không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Dòng xa từng bước một tiến về phía trước đạp đi, sau lưng hình rồng binh sĩ, đi theo bước tiến của hắn, đủ bước mà đi. Quân trận tương trợ phía dưới, khí thế của bọn nó liền thành một khối, nhìn như thuộc về giải rác cá thể, nhưng cẩn thận cảm giác dưới, nhưng lại như là hồng hoang mạnh thú, chiếm cứ tại nằm. Dòng xa đạo hữu. Nơi đây chính là Trấn Bắc Vương phủ, không biết đạo hữu tới đây có gì muốn làm. Trong nước trầm giọng hỏi. Dùng sát danh hào, hắn cũng nghe qua, kia là cầm rễ tại thi giới bên trong oan nhân. Vô số người giấu trong lòng các loại mục đích, muốn dò xét dòng sát nội tình. Nhưng cho đến tận này một điểm phong thanh đều không có lộ ra qua. Bao quát Trấn Bắc Vương đã từng tự mình hạ tràng, dự định mời chào đối phương, cũng không thể thành công.
Bất quá, đương Trấn Bắc Vương trở về sau, lại hạ đạt quá mệnh lệnh, nếu như gặp phải rồng sát, tuyệt đối không thể đắc tội, lúc này lấy tôn quý nhất thượng khách, đối đãi. Đối mặt trong nước hỏi thăm, rồng sát bước chân chưa từng dừng lại qua một lát, thậm chí ngay cả con mắt đều không có đảo qua một chút, trực tiếp từ trong nước bên cạnh đi qua, rõ ràng là đem nó trở thành không khí. Gặp tình hình này, trong nước bên trong tuy có không cam lòng, bất quá hắn cũng là biết cái gì nhẹ cái gì nặng, ngay cả cái hư lạnh đều không có thả, yên lặng hướng phía một bên rời đi, cho rồng sát binh lính sau lưng nhường chỗ. Đồng thời, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này rồng sát cùng đối diện tên kia là quan hệ như thế nào. Rồng rất là đi, cái tên này ngược lại là tương đương bá khí, nghe xong cũng không phải là phàm nhân. Ta có phải hay không muốn một gối quỳ xuống, hướng ngươi đi quỳ lại chỉ lễ à? Dương Thiên Minh trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chủ nhân, ngài coi như đừng gãy sát ta. Rồng sát cái tên này, căn bản chính là bọn hắn lấy ngoại hiệu, từ đầu đến cuối ta căn bản liền không có thừa nhận qua cái tên này. Dương Vĩnh Thọ khẽ lắc đầu cười khổ giải thích nói. Sau đó, giơ tay lên, từ nắm giữ quyền, phát ra chỉ lệnh. Bạch, sau lưng huyết sắc hình rồng binh sĩ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cúi thấp đầu lâu, chờ phân công. Sau đó, Dương Vĩnh Thọ đồng dạng quỳ một chân trên đất cao giọng la lên. Tham kiến thiếu gia, phần phật, phần phật, phần phật. Hình rồng binh sĩ chính là Dương Thiên Minh bồi dưỡng ra được trùng vương đạo binh, bọn chúng không nói gì năng lực, chỉ có thể là dùng đến miệng khí, phát ra thống nhất gọi. Một tên binh lính hét to lên thanh âm, mặc dù rất có uy áp, nhưng còn thuộc về côn trùng kêu vang. Nhưng khi một đám binh sĩ cùng kêu lên gọi thời điểm, lại như là chân long gào thét, quét sạch toàn trường. Đinh tai nhức óc thanh âm cùng trên trận tình huống, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bên cạnh người xem, tất cả đều mắt trợn tròn, nhao nhao trừng tròng mắt, nhìn xem trước mặt hình tượng. Từng dãy hình rồng binh sĩ cùng nhau quỳ trên mặt đất, kia mỗi một vị binh sĩ đều là lục trọng thiên đỉnh phong cường giả á. Đặt ở thế lực nhỏ bên trong, kia là xưng là lão tổ người. Hiện tại cùng nhau quỳ lại, mà lại đầu lĩnh, càng là có thể xưng kinh khủng tuyệt thế yêu nghiệt. Rồng sát danh hào, không riêng gì tại Thi Châu phạm vi bên trong lưu truyền, cho dù là cái khác mấy cái châu cũng có đại danh của hắn. Liền ngay cả bên cạnh hai cái bất hủ gia tộc, Diệp gia cùng Tiêu gia đó cũng là có tuổi trẻ tuấn kiệt tiến đến khiêu chiến qua, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thua thất bại thảm hại. Chính là bởi vì thực sự chiến tích, chính là bất hủ thế lực người cùng chạm mặt, đó cũng là cung kính có thừa. Không phải Trấn Bắc Vương cũng sẽ không hết lần này đến lần khác nhượng bộ. Phải biết, nơi này chính là Trấn Thành Bắc, là Trấn Bắc Vương phủ đại bản doanh. Hiện tại đúng là để rồng sát lãnh binh tiến vào, đủ để chứng minh địa vị của hắn bất phàm. Trở Thi Đình kinh ngạc, nàng nghĩ tới Dương Thiên Minh thân phận sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế bất phàm. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, nàng đối với thần bí mà cường đại rồng sát, đó cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Mẫu nhiên nhằm chán thời gian, đó cũng là huyễn tưởng qua một hai. Rất muốn biết, đối phương băng vải dưới, đến tột cùng là như thế nào khuôn mặt, có như thế nào hoàn mỹ thân thể. Kết quả, trong lòng mình vĩ ngạn tồn tại, đúng là quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, Trời Thi Đình đều không thể diễn tả bằng ngôn từ, nội tâm của nàng tình cảm ba động, đến tột cùng đến cỡ nào phức tạp. Trong nước càng là trấn kinh, hắn có nghĩ qua, rồng sát khả năng cùng Dương Thiên Minh nhận biết, nhưng không nghĩ tới hai ở giữa sẽ là quan hệ như vậy á. Phải biết, vừa rồi rồng sát cho hắn cảm giác áp bách, kia là uy hiếp chí mạng, mà lại hắn có thể cảm nhận được, rồng sát niên kỷ tuyệt đối không lớn, cùng hắn mà nói, nên thuộc về cùng thế hệ. Một cái so với hắn người xuyên Việt này, còn cường đại hơn tồn tại, thế mà chỉ là người khác thuộc hạ. Thế giới này lại điên rồi sao? Tại sao ta cảm giác, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả? Đông dạng, ở trên sông thể nội một mực nhìn chăm chú lên hết thảy Hoàng Lâm Ve, cũng là cảm thấy chấn kinh. Liên cái kia gọi rồng sát hậu sinh, đặt ở đã từng thành vương triều, đó cũng là số một số hai tồn tại. Là có hy vọng đi đến đế lộ, tranh đoạt đại đế chi vị yêu nghiệt á? Là hắn ngủ say quá lâu sao? Yêu nghiệt như thế thế mà nguyện ý tự hạ thân phận, trở thành cùng thế hệ thủ hạ, tạo này tâm sẽ không bị hao tổn sao? Muốn nói kinh hãi nhất người, nhưng thật ra là cách đó không xa Trấn Bắc Vương. Lúc trước hắn nhưng là tự mình đi mời rồng sát, đầu tiên là hứa hẹn các loại chỗ tốt, thậm chí không tiếc đem trong nhà nữ nhi đưa ra ngoài. Bị cự tuyệt về sau, còn lùi lại mà cầu và xếp khác. Chỉ hy vọng rồng sát trên danh nghĩa một khách khanh vị trí, cái gì sống đều không cần làm, hàng năm cung phụng sẽ không thiếu. Liên điều kiện này rồng sát đều không có đáp ứng. Hắn lúc đó có chút tức hồn hển, cho nên sử dụng một chút xíu thủ đoạn nhỏ, hơi bức bách một chút. Nhưng chính là lần này cử động dẫn tới rồng sát bất mãn, tại chỗ ra tay đánh nhau. Hắn đường đường cửu trọng thiên cường giả, thế mà bị đè lên đánh. Nếu không phải đối phương không có sát tâm, chỉ sợ hắn không nỗ lực điểm bảo mệnh át chủ bài, tuyệt kế không cách nào đào thoát. Tuy là lấy chó nhà có tăng tư thái về nhà. Bất quá, thông qua một phen chiến đấu, hắn lại là do xét cha ra, rồng sát ẩn tàng nội tình. Vị này yêu nghiệt, rất có thể là bất tử Dương gia thành viên. Đồng thời thông qua điều tra, hắn cũng phát hiện Dương gia xác thực có một vị danh sách tồn tại, tu hành cùng sát khí có quan hệ. Dương gia, Dương Vĩnh Thọ, mặc dù không dám hoàn toàn xác nhận thân phận, nhưng chỉ cần có như vậy một chút khả năng, hắn liền sẽ không lựa chọn làm tức giận đối phương.
Vì vậy, hắn cũng không có lựa chọn đem suy đoán của mình tiên Dương ra ngoài. Bây giờ, hắn lại nhìn thấy Dương ra danh sách chi tử, vậy mà lại cam nguyện quỳ rạp xuống đất. Là Trấn Bắc Vương phủ ở trách một góc quá lâu sao? Bất tử Dương gia có phải hay không đã hủy diệt rồi? Trang diện quá mức kinh người, dù là sống đến từng tuổi này Trấn Bắc Vương cũng là cảm giác có chút không dám tin. Mấy người chấn kinh, Dương Thiên Minh nói chung bên trên cũng có thể đoán 7-8 phần. Giờ này khắc này, hắn lại là cảm giác hình ảnh như vậy có chút quen thuộc. 3 năm kỳ hạn đã đến, cung nghênh Long Vương. Trong thoáng chốc, Dương Thiên Minh trong đầu hiện lên một câu tương đương phần chấn trích lời. Khụ khụ, đứng lên đi, chúng ta quan hệ thế nào, ngươi làm như thế lớn chiến trận, thật sự là khách khí. Dương Thiên Minh cúi xuống thân, hai tay nâng Dương Vĩnh Thọ cánh tay, đem nó đỡ lên. Thông qua thần hào ấn ký, hắn cũng có thể đánh giá ra hiện tại Dương Vĩnh Thọ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lấy sát phi nguyên tiến hành tu luyện, lại thêm trùng vương đạo binh nhóm phụ trợ, Dương Vĩnh Thọ thực lực tiến triển kia là tương đương nhanh. Không riêng cảnh giới đã bước vào thất trọng thiên tình trạng, một thân cơ sở càng là chế tạo vô cùng nện vững chắc. Nếu như lần nữa triển khai vô gian luyện ngục, chỉ sợ sẽ là chân chính luyện ngục thịnh cảnh. Dương Vĩnh Thọ cũng không có khách khí, sau khi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía trong sân còn lại mấy cái người xem, nhất là trong nước. Thiếu gia, muốn hay không đem hắn làm thịt, liền hắn vừa rồi bất kính, đủ để phán sau khi hắn chết, linh hồn tại luyện ngục bên trong vĩnh thế không được siêu sinh. Dương Vĩnh Thọ trầm giọng nói, không có chút nào cố kỵ, trong nước Trấn Bắc Vương phủ cô ra thân phận. Nghe được Dương Vĩnh Thọ muốn ra tay với hắn, trong nước sắc mặt càng thêm khó coi, nói thật hắn nhưng không có lòng tin, có thể bình yên thoát thân. Cũng may nơi này là Trấn Thành Bắc, là hắn địa giới, trời sập xuống, có cái cao đỉnh lấy. Tưởng niệm đến tận đây, trong nước lập tức hướng về phía Trấn Bắc Vương nói ra, cha, thật xin lỗi, ta cho Trấn Bắc Vương phủ mang đến phiền phức, mày yên tâm, và xếp này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên từ ta kết thúc. Ta sẽ lực lượng một người, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, cho dù là tử vong, đó cũng là ta trừng phạt đúng tội. Chỉ bất quá, ta lo lắng thi đình an nguy của nàng, còn có nàng cuộc sống sau này, phải chăng trôi qua an ổn. Cha, hy vọng ngài có thể chiếu cố thật tốt thi đình, đừng cho nàng nhận khi dễ. Trong nước nói mỗi một câu nói, đều là tình chân ý thiết, để cho người ta không phân rõ thật giả. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn là cái gì si tình công tử, biết rõ hắn bản tính chớ thi đình, đương nhiên sẽ không tin những này chuyện ma quỷ. Trong nước nói mỗi một câu nói, tại trong tai của nàng, nghe được đều là ác tâm như vậy. Chỉ là, vô luận như thế nào, trong nước đều là phu quân của nàng. Nàng cũng không thể bỏ mặc trong nước tùy ý chết đi. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, trong nước mới có thể lựa chọn như thế thâm tình phát biểu. Thân phận của hắn thế nhưng là Trấn Bắc Vương phủ cô gia, bay ở ngoài sáng, đó chính là đại biểu cho Trấn Bắc Vương phủ mặt mũi. Cho dù Trấn Bắc Vương có thể nhìn ra hắn dụng tâm lương khổ, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn nhất định phải giữ gìn Trấn Bắc Vương phủ mặt mũi. Nếu là tùy ý dòng sát đem hắn xử lý, kia Trấn Bắc Vương phủ còn thế nào hỗn, chẳng phải là sẽ biến thành thiên hạ trò cười. Tốt, ta đồng ý. Đã cô gia ngươi có như thế quyết tâm, vậy bản vương liền không bắt buộc. Bản vương rất may mắn, chính mình lúc trước không nhìn lầm người, có cốt khí, có đảm đương, lúc trước đem thi đình giao phó cho ngươi, là ta làm chính xác nhất quyết định, chỉ tiếc tạo hóa treo ngươi, ngươi lại sống yên ổn đi thôi. Trấn Bắc Vương trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, âm thanh run rẩy nói, cái gì nha, thế nào à nha, trong nước là một mặt mộng bức, nếu là tăng thêm chớ thi đình, đó chính là thành đôi mộng bức, tình huống có chút không đúng á, bình thường tới nói, không phải là vì giữ gìn Trấn Bắc Vương phủ mặt mũi, sau đó đứng ra, vì hắn ngăn trở hòa lực sao? Làm sao thuận hắn, hướng xuống tiếp, ta chính là cài bộ dáng á, không phải thật sự muốn lên á. Khủ phụ, cản tạ cha thành toàn, còn xin cho phép ta, cuối cùng với thi đình nói hai câu. Đa Trấn Bắc Vương giả vờ ngây ngốc, vậy hắn liền đem chủ ý đánh vào chớ thi đình trên thân. Chỉ cần nói động chớ thi đình, tin tưởng tại nữ nhi của mình khóc lóc kể lể dưới, Trấn Bắc Vương tóm lại muốn nói hai câu đi. Một khi mở miệng, không quan tâm nói là cái gì, hắn liền thuận cột trèo lên trên, dắt Trấn Bắc Vương phủ ra hổ, trước tiên đem trước mắt độ khó khăn quá khứ lại nói. Đi vào chớ thi đình trước mặt, trong nước vừa hé miệng, chuẩn bị dùng ra tất cả vốn liếng, trình diễn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bi tình ly biệt kịch. Coi như lời đến khóe miệng còn chưa nói ra, hai tay của hắn liền bị chớ thi đình nắm chặt. Đã thấy, chớ thi đình hai mắt đẫm lệ, trong mũi hiện ra đỏ ửng, bờ môi còn đánh lấy run rẩy. Không cần nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân, người ta ở giữa tình cảm không cần nhiều lời. Ta đều hiểu, ngày bình thường, người tuy có chút ít thiếu hụt, ham muốn nhỏ, nhưng cái này đều không ảnh hưởng toàn cục. Ta một mực tin tưởng, tại trái phải rõ ràng phía trên, người nhất định sẽ đứng ra, gánh vác lên làm nam nhân trách nhiệm. Hôm nay, người lại sống yên ổn đi thôi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình. Chờ thi đình đang chiếu cố mình, mấy chữ này bên trên, cường điệu nói một chút. Trong đó ám chỉ ý vị, thực không cần nói cũng biết. Tê, tê, tất cả đều tê. Trong nước trên mặt biểu lộ, như là như đèn kéo quân thay nhau biến hóa. Có không dám tin kinh ngạc, cũng có sau khi kinh ngạc thẹn quá hóa giận, càng có muốn giết người ghen ghét. Người thật nghĩ như vậy, trong nước cắn răng nói, áp độc ánh mắt, cắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chờ thi đình bất vi sở động, vẫn như cô đóng vai lấy cảm nhân tiết mục.
Yên tâm đi, trong nhà có ta ở đây. Triệu Thi Đình một bên nức nở vừa nói. Từ cha nàng giả vờ ngây ngốc thời điểm, nàng liền minh bạch, trong nước đã bị từ bỏ. Nàng cái này cha cực kỳ lãnh khốc, hết thảy nhân sự vật đồng đều đã lợi và hại phân chia, liền ngay cả mình huyết mạch cũng không ngoại lệ. Mặc kệ lúc trước trong nước biểu hiện thông minh tài trí, vẫn là hiện tại chỗ biểu hiện đỉnh tiêm thực lực, đều đủ để nói rõ giá trị của hắn. Nhưng nàng cha vẫn như cũ là không chút do dự từ bỏ. Từ phương diện này đến xem, chỉ sợ cái kia gọi rồng sát gia hỏa tuyệt đối không đơn giản. Lại càng không cần phải nói, bị rồng sát gọi là thiếu gia tồn tại. Giờ này khắc này, Triệu Thi Đình đều có chút hối hận cùng trong nước là vợ chồng quan hệ. Nói không chừng cái này quan hệ rất có thể sẽ đưa nàng lôi xuống nước. Nàng có thể khẳng định, nếu có tất yếu, nàng cái kia cha tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa nàng bỏ qua. Ha 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 ha, thật sự là buồn cười, muốn ta vì Trấn Bắc Vương phủ móc tim móc phổi, ngày đêm không ngủ, chính là vì để Trấn Bắc Vương phủ càng thêm giàu to lớn, để Trấn Bắc Vương phủ càng thêm cường đại. Kết quả rồi, ta hết lòng hết sức, liền đổi lấy các ngươi vô tình vứt bỏ. Ta xem như chân chính thấy được, cái gì gọi là vô tình vô nghĩa. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay các ngươi đối ta sở tác sở vi, ngày khác ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Trong nước biên cùng cười to, phảng phất mất đi tâm trí. Tại hắn điên cuồng đáy mắt chỗ sâu, lại là hiện lên một đạo tinh mang. Hoàng Lâm về tranh thủ thời gian phụ thân, chúng ta chuẩn mất nha. Trong nước ở trong lòng gào lên, tiểu tử phóng khoai tâm thần. Hoàng Lâm về lập tức nói, chợt ở trên sông sâu trong thức hải, nếp xưa màu sắc cổ xưa ngự thần cờ bên trong, một đạo hoàng kim linh thể từ đó chui ra, cướp đoạt trong nước quyền khống chế thân thể. Ở trên sông phía sau, dọc theo kim sắc trong suốt cánh ve run run, không thể phát giác khẽ kêu. Trong nhảy mắt, trong nước khí thế trên người liên tục tăng lên, biến thần thành vô cùng thâm bất khả chắc, lực lượng kinh khủng uy chấn toàn trường. Trong nước không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo biến hóa, nhìn như hắn còn tại trước mặt mọi người, trên thực tế cũng đã cách mấy tầng không gian. Trấn Bắc Vương nhìn xem trong nước phía sau cảnh ve, trên mặt xuất hiện khó mà che giấu chấn kinh chi sắc. Kia cao quý lưu quang, kia thần thánh hoa văn, không sai, tuyệt đối không sai, đôi này cảnh ve là thuộc về Hoàng Lâm ve, trong thiên hạ tuyệt đối không có thứ hai song cảnh ve sẽ như thế đặc biệt. Liên tưởng tới trước đó dị động, Trấn Bắc Vương lúc này liền liên tưởng đến, trong nước rất có thể chính là Thánh Vương Hướng cố định người kế nhiệm. Kết hợp với, trong nước tình huống trước kia, so sánh bây giờ có được tài trí, thực lực, thực nện cho, nếu không phải đạt được Thánh Vương Hướng truyền thừa, hắn tuyệt đối sẽ không có hiện nay tạo hóa. Cao à, thật là cao, ai có thể nghĩ đến, Thánh Vương Hướng ám thủ, thế mà lại trở thành một người ở rể. Thuận lý thành trương tiến vào Trấn Bắc Vương phủ, lại bằng vào năng lực bản thân, từng bước một quật khởi, tiến tới trở thành Trấn Bắc Vương phủ nhân vật trọng yếu, tiến thêm một bước, chính là trưởng khống Trấn Bắc Vương phủ, ăn mòn cái khác nhị vương, triệt để trở thành Thi Châu chân chính trưởng khống người, kiếm chỉ đại đế chi vị, đúc lại đại đế cấp bậc vận triều. Hết thảy đều là như vậy hợp lý. Đương Trấn Bắc Vương trên mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc thời điểm, Dương Thiên Minh khóe miệng hiện lên mỉm cười, chợt nói ra, được rồi, xem kịch cũng nhìn lâu, người ra tay đi. Để cho ta nhìn xem, quân trận gia chỉ hạ luyện ngục chi chủ, có cỡ nào uy thế? Gió, Dương Vĩnh Thọ lạnh giọng đáp lại nói. Sau đó trên thân chiến ý phun trào, hắn biết đời này đều là không cách nào đuổi kịp Dương Thiên Minh bộ pháp, thậm chí hắn khả năng đều không nhìn thấy Dương Thiên Minh bóng lưng. Bất quá, có thể có được Dương Thiên Minh ánh mắt nhìn chăm chú, đó cũng là vô thượng vinh quang. Hôm nay, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, vừa vạn hiện tại cũng có một đối thủ không tệ. Nương theo lấy Dương Vĩnh Thọ ra lệnh một tiếng, hình dòng binh sĩ tất cả đều bay lên không trung, dựa theo một loại nào đó trận pháp sắp xếp bố cục, bọn chúng trên thân đều là nổi lên ánh sáng màu đỏ. Giống, 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 huyết sắc cự long xoay quanh lên không, ngũ trảo long chỉ phát ra lăng lệ sát khí, tựa như là mang tới một bộ bao tay, mà đôi thủ sáo này đúng là có thể đem không gian biến thành một khối vải rách cớm. Tại long trảo lôi kéo phía dưới, nguyên bản trong nước vặn vẹo không gian bị nhẹ nhàng xốc lên, như là đêm tân hôn động phòng thời gian, tân lang nhấc lên đỏ khăn cô dâu. Chỉ bất quá, tân nương khuôn mặt cũng không phải là thẹn thùng mỉm cười, mà là không thể tưởng tượng kinh ngạc. Cái này sao có thể, ta vô tận không gian, làm sao lại bị tùy tiện bài trừ? Hoàng Lâm về cả kinh nói, ha ha, người thi triển thần thông xác thực rất cường đại, nhưng là chỉ cần là bị ta sát khí, tòa định người, vô luận cách xa nhau bao xa, quân đội của ta đều có thể dễ như trở bàn tay tìm tới hắn. Dương Vĩnh Thọ nhàn nhạt giải thích nói, cái gì? Hoàng Lâm Thiền hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không, mụ nội nó, liền một câu nói nhảm, đối phương còn tưởng là thật, còn sạch sẽ lưu loát, đến nơi đến trốn, ngăn chặn hậu hoạn. Lão tổ đều làm trâu làm ngựa cho ngươi, mệnh đều bán đi, ngươi nói đường hoàng, còn không phải là vì chính mình. Tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy ngươi? Ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Thôi, đã ngươi không có đối thoại thành ý, vậy bản tọa cũng sẽ không làm tiện mình, chúng ta so tài xem hư thực đi. Chính Hoàng Lâm Thiền cũng là có tỳ khí, tình huống hiện tại chỉ là tương đối nghiêm trọng, lại không tính là tử cục, cùng lắm thì tổn thất một điểm đại giới. Lúc trước Thánh Vương Hướng diệt vong thời điểm, hắn đều còn sống sót,
chẳng lẽ lại bây giờ còn có thể đưa tại mấy cái hậu sinh trên tay? Người tốt nhất thuộc về, đơn giản chính là thành đế ấn, ta có thể đem thành đế ấn cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là thành đế ấn chủ nhân. Điều kiện này thế nào? Dương Thiên Minh nhàn nhạt truyền âm nói, đồng thời buông ra cấm chế, để thành đế ấn một tia khí tức lưu truyền tới. Nghe tới Dương Thiên Minh mở ra điều kiện lúc, Hoàng Lâm Thiền rõ ràng sững sờ, ngày tiếp theo thao túng thân thể, đều cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Chính là như thế sự tình trong nháy mắt, huyết hồng sắc long trào, một bàn tay đập vào trên mặt, lưu lại thật sâu lạc ấn. Sát khí cùng sát khí giao hòa, dạng này lạc ấn cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể tiêu trừ. Hừ, ngươi đang trêu chọc bản tọa chơi sao? Bản tọa không tin, ngươi lại không biết thành đế ấn chân quý, tới một mức độ nào đó, đây chính là có thể so với đế binh đồ vật. Ngươi sẽ nguyện ý đem nó cho ta? Ta tin đều không tin. Hoàng Lâm Thiền lẩm bẩm đáp lại nói, đối với cái này, Dương Thiên Minh chỉ là khóe miệng lộ ra cười khẽ, nếu là thật sự không tin, như thế nào lại lải nhải bên trong anh lắm điều, còn không phải tại nội tâm chỗ sâu, lưu lại một điểm chờ đợi. Ngó nhìn lời hắn nói, là thật, thanh đế ấn chia ra thành 3 khối, vốn là ta từng khối đi thu thập, cuối cùng hợp luyện mà thành, cho nên, giá trị của nó, ta hết sức rõ ràng, tại người khác bên kia, là không thể đo lường vô thượng chí bảo, nhưng ở ta chỗ này, nó chính là cái qua quýt bình bình cục gạch thôi, đối ta mà nói, như là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Ngươi đã từng chính là thánh vương hướng nước thú, là vận tinh thần phấn chấn vận thể hiện, cái này thành để ấn tượng đưa ngươi ký linh chi vật, từ ngươi đến trưởng quản, vốn là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Dương Thiên Minh bình tĩnh tự thuật nói, ha ha, đã ngươi biết đến rõ ràng như vậy, vậy ngươi cũng nên hiểu do, nếu là ta chúa tể thành để ấn, vậy ngươi nếu là lại nghĩ sử dụng, sẽ phải trải qua ta cho phép. Không có ta đồng ý, dù ai cũng không cách nào trở thành thành đế ấn chủ nhân. Thậm chí đến lúc đó, ta thao túng thành đế ấn, hoàn toàn có thể làm được tùy thời bất ra, rời bỏ ngươi. Như vậy ngươi còn nguyện ý để cho ta nhập chủ thành đế ấn sao? Hoàng Lâm Thiền mỉa mai cười nói, phảng phất tại trào phúng, Dương Thiên Minh tự cho là đúng. Trang đại độ như vậy, không phải liền là muốn lừa gạt hắn sao? Hắn nhưng là sống vô số niên hội lạ quái vật, trên đời này có thể lắc lư hắn người còn chưa ra đời. Vì cái gì, không nguyện ý? Dương Thiên Minh hỏi ngược lại, anh... Hoàng Lâm Thiền đại não lập tức chập mạch, không phải, ta mới vừa nói còn chưa đủ hiểu chưa, ngươi có phải hay không nghe không hiểu, ta đang lặp lại một lần, đón lấy, Hoàng Lâm Thiền lại đem lời nói mới rồi, phân tích một lần, như thế đối thoại, ngược lại là lộ ra khá quỷ dị, rõ ràng là Hoàng Lâm Thiền muốn cầu cạnh Dương Thiên Minh, nhưng hắn lại tại hung hăng phân tích, mình nguy hại, sợ Dương Thiên Minh cứu được hắn về sau, ăn thiệt thòi ăn nhiều, được rồi, ta nói, ta có thể cứu ngươi ra, có thể đem thành đế ấn cho ngươi, điều kiện chính là ngươi cho ta làm trâu làm ngựa. Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời, đi vẫn chưa được. Dương Thiên Minh mất đi kiên nhẫn, trực tiếp bức bách nói. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem thành đế ấn không có chút nào chuẩn bị đưa ra ngoài. Đồng thời hắn cũng càng thêm tin tưởng, Hoàng Lâm Thiền chỉ cần đi theo hắn lăn lộn đến một ngày. Đến lúc đó, coi như hắn muốn đem Hoàng Lâm Thiền đuổi đi đoán chừng cũng sẽ không đi. Khụ khụ, hiện tại là ngươi cầu ta à? Bản tọa liền miễn cưỡng đồng ý. Mặc dù trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng Dương Thiên Minh sẽ hào phóng như vậy, nhưng là bất kể nói thế nào, trước thoát ly trong nước nhục thân mới có thể đang suy nghĩ cái khác. Hợp tác đạt thành, Hoàng Lâm Thiền tự nhiên cũng liền chẳng phải tò mò. Trên tay kinh lực buông lỏng, lập tức liền bị Dương Vĩnh Thọ công kích áp đảo trên mặt đất. Mà lúc này, ngay trong thức hải, trong nước điên cuồng hò hét nói, Hoàng Lâm Thiền, người mau dậy đi à, người không phải là rất lợi hại sao? Không phải nói, đại đế tới đều có thể cùng hắn vắt cổ tay. Làm sao hiện tại ngay cả cái trẻ tuổi tiểu tử đều đánh không lại? Ngươi có phải hay không đang diễn tà à? Tốt xấu thân thể là thuộc về trong nước. Hoàng Lâm Thiền vừa dối trộm đạo đưa tin lâu như vậy, thay nhau đánh nhau cũng kéo dài lâu như vậy. Trong nước hoặc nhiều hoặc ít, cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng lại nói không ra là nơi nào không thích hợp. Làm sao có thể? Ngươi đây là tại chất vấn bản tọa. Ngươi cần phải làm rõ ràng, thời gian dài như vậy, bản tọa đối ngươi thế nhưng là chưa hề giữ lại. Ngươi ta ở giữa, mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng cũng có sư đồ chi thực. Không nghĩ tới, ngươi có thể như vậy muốn ta, thật sự là quá làm cho tâm ta rét lạnh. Hoàng Lâm Thiền thần hồn tại thức hải bên trong hiền hóa, ta thấy nó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghĩa chính ngôn từ phản bác. Không, ta không phải ý tứ này. Trong lòng ta, trong lòng có đoán ngài đương phụ thân đồng dạng đối đãi, ta chỉ là có chút lo lắng, trong lúc nhất thời nói nhảm, xin hãy tha lỗi. Nhìn thấy Hoàng Lâm Thiền thực sự tức giận, trong nước vội vàng giải thích nói, đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, tuyệt đối không thể đắc tội. Hừ, đối diện tiểu tử, thật không đơn giản. Nếu là đơn đấu, bản tọa hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn, chỉ bất quá, tăng thêm hắn thống lĩnh quân đội, lấy quân thế đè người, cho dù bản tọa thân thông quảng đại, cũng khó có thể đối kháng. Cuối cùng, vẫn là tiểu tử ngươi, quá cùi bắp. Mỗi ngày nói cho ngươi, muốn tốt cho người tốt tu luyện, ngươi không nghe, nhất định phải ăn chơi đàng điếm, hưởng thụ người khác thổi phồng. Nếu như ngươi chịu cố gắng tu luyện, ngươi đã sớm luyện thành bán long chi thể. Hoàng Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc phê bình nói. Lời nói này cũng làm cho trong nước hổ thẹn cúi đầu xuống.
Từ khi địa vị hắn đạt được đề cao về sau, tại tu luyện một đường bên trên, xác thực có chỗ thư giãn. Cũng không có va xét gì liền thích ra ngoài đi bộ một chút, chỉ điểm Giang Sơn. Bây giờ, rốt cuộc củ thành của đắng, phiền phức tìm tới cửa, hết thấy hư vinh đều là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Trong nước thanh âm bên trong mang theo một chút giọng nghẹn ngào, nội tâm nổi lên cảm động gợn sóng. Ai, không cần phải nói thật xin lỗi, nói cho cùng, vẫn là ta không có đem ngươi giáo dục tốt. Ngươi cũng không nên nản chí, bọn hắn muốn cầm xuống bản tọa, nhưng không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, sau này đường khả năng cần chính ngươi đi một mình, bản tọa tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Hoàng Lâm Thiền quyết nhiên nói, nghe được Hoàng Lâm Thiền trong giọng nói xa nhau chi ý. Trong nước trên mặt lúc này lộ ra kinh hoàng thần sắc, vạn vạn không nghĩ tới, tình thế sẽ như thế nghiêm trọng. Không, ngươi tại nói đùa ta đúng hay không, chỉ là một tên no đầu tiểu tử, đối với ngươi mà nói nhất định có thể tùy tiện giải quyết. Không muốn nói đùa ta, ta đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi, về sau nhất định cố gắng tu luyện. Trong nước triệt để hoàng hồn, lo lắng hò hét nói, ý nghĩ rất tốt, hiện thực rất xương cảm giác. Hoàng Lâm Thiền thần hồn chi lực đều nở rộ, trên người uy thế không ngừng kéo lên. Kia lóa mắt lại cực nóng kim quang, trực trùng vân tiêu, chấn động thiên địa. Một bên quan chiến trấn Bắc Phương, vội vàng lấy ra thành chủ lệnh, mở ra trấn thành Bắc Hậu thành đại trận. Liền ngay cả kia trấn Bắc Phương phủ chỗ sâu, cũng có lão quái vật thức tỉnh, nhìn chăm chú lên trùng thiên cột sáng. Tại kim quang che lấp lại, Dương Thiên Minh bình tĩnh lấy ra thành đế ấn, nương theo lấy khí tức liên hệ, một hạt nhỏ không thể biết điểm sáng màu vàng óng rơi vào thành đế ấn bên trong. Nguyên bản liền rất có thần vận thành đế ấn, như là bị vẽ rồng điểm mắt, nhiều hơn một vòng linh động. Sau đó, Dương Thiên Minh lại cùng người không va xích gì, đem thành đế ấn thu nhập trong chữ vật không gian. Không có Hoàng Lâm Thiền khống chế trùng thiên cột sáng, rất nhanh trở nên rời. Tại huyết sắc cự long lôi kéo phía dưới, dần dần tiêu tán. Dương Vĩnh Thọ một cái tay kéo lấy Bỉ Ngạn Hoa, một cái tay khác bóp lấy trong nước cổ. Một lần nữa tiếp nhận quyền khống chế thân thể trong nước, trong hốc mắt tràn đầy nhiệt lệ lưu chuyển, bi thương địa cảm xúc, không cách nào ngăn chặn. Hắn có thể cảm giác được, Hoàng Lâm Thiền khí tức không có, trong thức hải của hắn rỗng tuếch. Đã từng như vậy thanh âm quen thuộc, biến mất không thấy. Thiếu gia, gia hỏa này làm như thế nào xử trí, nếu không giết chết tính toán. Dương Vĩnh Thọ như là ném rác rưởi, đem trong nước lắc tại trên mặt đất. Chợt một chân dẫm ở trên sông trên ngực, khiến cho không thể động đậy. Nhìn xem như là chó nhà có tang trong nước, Dương Thiên Minh không khỏi nghĩ thầm khó. Gia hỏa này không có hệ thống bằng thân, chỉ có một kiện đặc thù pháp bảo, làm kim thủ chỉ. Đối với hắn lực hấp dẫn, cũng không tính lớn. Huống hồ lại thế nào kéo đổ, làm người xuyên Việt vốn có khí vận tăng thêm, hẳn là còn ở. Nếu như bây giờ thuận tay chém giết, ông, vẻn vẹn chỉ là trong đầu, đánh một cái nghĩ sẵn trong đầu, Dương Thiên Minh cũng cảm giác có một tia nguy cơ, giống như muốn rơi ở trên người hắn. Lên một tia, không thể nhiều hơn nữa. Xem ra, trong nước khí vận còn ở vào lên cao kỳ. Nếu như bây giờ động thủ, tuyệt đối sẽ xuất hiện biến cố. Mà cái này biến cố đầu nguồn, rất có thể là trấn Bắc Phương Phủ. Đối với trong nước trên người bí mật, trấn Bắc Phương Phủ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt được. Đã như vậy, chẳng bằng như vậy buông tay, đem cái phiền toái này, ném cho trấn Bắc Phương Phủ. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Minh đối Dương Vĩnh Thọ nói ra, thả hắn đi. Bất kể nói thế nào, người ta cũng là Trấn Bắc Vương cô gia, chúng ta vẫn là phải cho người khác một điểm mặt mũi. Dứt lời, Dương Thiên Minh liền hướng phía xa xa Trấn Bắc Vương vẫy vẫy tay. Bởi vì Dương Thiên Minh thanh âm cũng không che giấu, cho nên cho dù là cách xa nhau mấy dặm khoảng cách, Trấn Bắc Vương vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Biết Dương Thiên Minh dự định đem quyền xử trí giao cho hắn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Món tay tại thành chủ lệnh bên trên hơi điểm một cái, toàn lực vận chuyển hộ thành đại trận, tạm thời tiến vào chờ lệnh trạng thái. Bản vương gặp qua vị công tử này, không biết công tử xưng hô như thế nào. Trấn Bắc Vương đi vào Dương Thiên Minh trước mặt, chủ động chắp tay hành lễ, mang theo ôn hòa mỉm cười, khách khí nói. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Dương Thiên Minh rất có thể là Dương gia cái nào đó lão bất tử, cố ý đóng vai làm tuổi trẻ bộ dáng, ra dạo chơi nhân gian. Vương gia khách khí, gọi ta Long Ngạo Thiên liền tốt. Dương Thiên Minh đồng dạng cũng là chắp tay đáp lễ, khách khí khí nói. Đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên là phải dùng giả danh, vừa vặn Dương Vĩnh Thọ ngoại hiệu rồng sát, cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Làm Dương Vĩnh Thọ chủ nhân, hắn ngoại hiệu, tự nhiên không thể so sánh rồng sát cái danh này chênh lệch. Tự nhiên, Long Ngạo Thiên cái tên này, thích hợp nhất. Thử hỏi trên đời này, còn có ai danh tự, có thể so với Long Ngạo Thiên ba chữ, càng thêm bá khí, càng thêm uy vũ. Ai nha, cái tên này, nghe xong liền không tầm thường. Ngạo Thiên, khinh thường thương thiên. Công tử cái danh này thế nhưng là đinh tài nhức óc nha. Vừa rồi ta nghe nói, rồng sát tiểu hữu xưng hô ngài vì thiếu gia, các ngươi lại cùng họ Long, hẳn là các ngươi cùng thuộc một cái gia tộc. Trấn Bắc Vương lúc nói chuyện, kia là mặt mày hớn hở, ngữ khí là tương đương sốc nổi, lộ ra giống như cùng Dương Thiên Minh quan hệ, tương đối thân mật đồng dạng. Vương gia đoán không lầm, chúng ta xác thực cùng thuộc một cái gia tộc. Dương Thiên Minh cười đáp lại nói, nghe nói như thế, Trấn Bắc Vương trong lòng hiểu rõ, chợt nụ cười trên mặt càng tăng lên. Công tử gia tộc, thật sự là bất phàm, đúng là có thể nuôi dưỡng được,
như ngài như vậy ưu tú tuấn kiệt. Dừng một chút, Trấn Bắc Vương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, chỉ vào trên đất trong nước nói tiếp. Ai, không giống, tiểu vương Trấn Bắc Vương phủ, thế hệ trẻ tuổi đều là vớ va vớ vẩn. Ngài nhìn xem, cứ như vậy ra hỏa, cũng có thể trở thành ta cô gia. Ta là đã đau lòng vừa bất đắc dĩ, cũng mặc kệ nói thế nào, hắn vẫn như cũ là ta cô gia. Ta biết hắn mạo phạm công tử, hắn tội không thể tha. Nhưng tiểu vương vẫn là nghĩ khẩn cầu công tử, có thể cho cái hối cải để làm người mới cơ hội. Công tử có thể hay không nể mặt rời bước đến Trấn Bắc Vương phủ, tiểu vương đã phân phó người chuẩn bị tốt thịt rượu, lên chờ công tử nhập tạ bên trên tịch. Lần này nói, ngay cả tiểu vương cái chức vị này đều đã vận dụng, tư thái bày khá thấp. Ồ, thịt rượu đã chuẩn bị tốt à nha? Vương gia thật đúng là thành ý tràn đầy à, ta nếu muốn là không đi, ngược lại là lộ ra ta tên tiểu bối này có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Còn xin vương gia dẫn đường, có lời gì, chúng ta trên bàn rượu trò chuyện. Dương Thiên Minh cũng là rất tự nhiên thuận bậc thang mà xuống. Hai người cười cười nói, hướng phía Trấn Bắc Vương phủ đi đến. Về phần kia giống như chó chết trong nước, căn bản liền không có người đi xách hắn. Làm lần này sự kiện nhân vật chính, hắn giống như bị người quên lãng đồng dạng. Chỉ có trước kia chạy từ tán hộ vệ, đem hắn dựng lên, kéo hướng Trấn Bắc Vương phủ. Cũng không lâu lắm, hai người chính là đi tới Trấn Bắc Vương trước phủ, nhìn xem cửa phủ đệ, kia chỉnh tề tiếp khách đội ngũ, còn có môn kia hạ bên trên căn cứ địa vị, lần lượt đứng thẳng ra quyến. Dương Thiên Minh giống như cười mà không phải cười nói ra, trang diện này có chút lớn à? Không biết, con tưởng rằng Trấn Bắc Vương phủ đón dâu, đang nghênh tiếp mới cô ra đâu. Trấn Bắc Vương nhìn thấy Dương Thiên Minh biểu lộ, trong nội tâm lúc này lộp bộ một tiếng, ám đạo không tốt, trang diện làm lớn, có chút bức bách ý vị ở bên trong. Bản vương thề, bản vương nhưng từ chưa chỉ huy bọn hắn làm những chuyện này, cái này nên là bọn hắn nghe nói công tử ngài muốn tới. Tự phát đi tới cửa, chuẩn bị dính dính công tử ngài trên người phúc khí nha. Dương Thiên Minh cười cười, không nói gì, mà là trực tiếp đi vào trong phủ. Về phần Trấn Bắc Vương, thì là lạc hậu nửa cái thân vị theo sau lưng. Nhìn xem giống như Dương Thiên Minh mới là chủ nhân nơi này đồng dạng.